Mọi người ơi, clip này thì em xin giới thiệu với mọi người một loại sen đá. Ơi, cái tên của nó rất là đặc biệt nha mọi người. Quá là đặc biệt luôn á, cái tên của sen đá này rất là đặc biệt luôn. Ê, mọi người ơi, nó to lắm ý. Đó, thì em xin giới thiệu với mọi người. Thì đây là cây sen đá Ngọc Trinh. Đó, tên của nó là Ngọc Trinh nha mọi người. Thì sen đá Ngọc Trinh này là có lá của nó là màu xanh ngọc pha trắng một xíu. Đó, lá của cây thì nó thuôn dài về nhọn, về ngọn như thế này. Đó, thuôn dài về ngọn như thế này. Và rất là nhiều người ưa chuộng bởi vì cái ý nghĩa tình yêu và tình bạn của nó rất là gắn bó. Thì một trong những loại cây mà khá là nổi bật mà được nhiều người chơi sen đá yêu thích ấy mọi người. Thì đó là sen đá Ngọc Trinh. Đó, cây này thì thuộc dạng dài này và có một lớp phấn trắng dài bao phủ cái phần lá ấy. Trồng cây này rất là khá là đặc biệt nhất là phần cái tên của nó. Thì cái tên Ngọc Trinh này mọi người ơi, cái sen đá Ngọc Trinh này cũng rất là đặc biệt nha mọi người. Nó kiểu trùng với cả tên của mình ấy mọi người, tên của một số người đó đang rất là hot của chị Ngọc Trinh. Đó, thì cái sen đá Ngọc Trinh này hôm nay em lại giới thiệu với mọi người sen đá Ngọc Trinh này rất là đặc biệt. Đó, bởi vì cái phần lá của nó ấy, có màu xanh ngọc trên lá. Nó thường gọi là cây sen đá Ngọc Trinh. Đó. Và cái sen đá Ngọc Trinh này thì nó có nguồn gốc từ châu Phi nha mọi người. Đó. Nó có nguồn gốc từ châu Phi. Ở sen đá Ngọc Trinh này thì có lá màu xanh ngọc pha trắng rất là độc đáo. Và lá của cây thì thuôn dài về ngọn này. Và rất là được ưa chuộng để trang trí trong phòng học, phòng làm việc, quán ăn hay là quán cà phê. Đó. Và giúp cho cái không gian trong nhà của mình tươi mát hơn, dễ chịu. Thì bên cạnh đó còn có thể thanh lọc được một số cái khí độc hại nhé mọi người. Giống như là nitơ nè, benzen nè, hay là radon gì đó mọi người. Đó, nó có thể lọc một số cái không khí, một số cái chất độc hại mà nó có thể gây hại đến con người chúng ta đấy mọi người. Ngoài ra thì những cái tác dụng mà mình vừa mới kể trên thì loại cây sen đá này còn có biểu trưng cho tình yêu mãnh liệt này, tình bạn gắn bó này, trong phong thủy, và nó được còn có cái ý nghĩa là sung túc và đầm ấm trong gia đình nữa. Đó. Thì mình chia sẻ với mọi người về một chút về cách xử lý cây khi mà mình mua về nhá. Khi mà mình mua cây về thì cắt bỏ đi những cái rễ nhỏ, hay là chỉ để lại những cái rễ chính của cây nếu mà có cái rễ nhỏ nha mọi người, và xả toàn bộ lá giá thể cũ đi, càng sạch thì cây càng nhanh ra rễ mới nha mọi người. Và phơi cây ít nhất là 2 ngày, và tốt nhất là đợi cây ra rễ mới rồi và hơi mềm thì mình sẽ trồng cây. Đó, cách mà chăm sóc và trồng cây sen đá Ngọc Trinh này thì rất là đơn giản mọi người ạ. Đây là một loại sen đá rất là thích hợp để trang trí tiểu cảnh này, bàn làm việc. Sau đây thì sẽ là một số các cái bước mà mình chia sẻ với mọi người để chăm sóc và trồng cây này nhá. Thì chúng ta nếu mà trồng ấy thì chúng ta cho một ít đất nung lót ở dưới đáy chậu ấy, và cho thêm một ít đất trồng lên và tách cây khỏi bầu và rũ sạch đất đi nhá mọi người. Và cho cây vào chậu và bổ sung thêm đất vào và trải đá lên, hoặc là trải một cái lớp nung lên cho cây nhá, cho lên cái bề mặt cây á. Đó. Và sau khi trồng thì để cho cây phát triển tốt và khỏe mạnh thì các bạn cần phải đảm bảo các cái yếu tố về như là đất trồng, ánh sáng và nước với mọi người. Đó, về phần đất và nước ấy nó rất là quan trọng. Tại vì sen đá này cũng không cần quá nhiều nước với mọi người. Thì nó rất là quan trọng về phần tưới nước và điều độ cái lượng nước mà mình tưới cho cây nữa nhá. Đó, về đất trồng thì giống như các loại sen đá khác thì sen đá Ngọc Trinh này có một bộ rễ trùm này phát triển rất là nhanh trong lòng đất, do đó mà cần chọn cái loại đất mà thoát hơi nước tốt và không gây ngập úng cây. Có thể là dùng hỗn hợp cho trấu này trộn với cả phân bò
hay là phân trùm quế xỉ than đó. Mình có thể trồng cây này với ánh sáng thì cũng như là hầu hết các loại sen đá khác. Thì loại sen đá này, sen đá Ngọc Trinh thì cũng là một loại cây mà nó mọng nước này. Sen đá cần rất là nhiều ánh sáng, và sen đá cần ánh sáng để phát triển độ phát triển cây này. Và nếu như mà trong phòng thì nếu mà mình để cây sen đá này trong phòng ấy, thì mình sẽ cách khoảng tầm 2 ngày là mình sẽ mang cây ra ngoài nắng một lần để cho cây tránh bị rụng lá nha mọi người. Tuy nhiên thì cần phải tránh ánh nắng gay gắt của mặt trời, bởi những cái thay đổi nhiều ấy về ánh sáng sẽ khiến cho cây bị sốc nhiệt đó mọi người ạ. Đó, mình phải lưu ý về một số cái điều đấy nhá mọi người ơi. Nó sẽ gây ra cho cây nó bị héo này, bị rụng lá ấy. Mình muốn tránh tình trạng đó thì mình phải chăm cây thật là tốt. Đó. Và về phần nước tưới cho cây á, thì sen đá là loại cây ưa ánh sáng và thích nơi thoáng mát mẻ. Và cây thì tùy thuộc vào cái điều kiện thời tiết, chỉ nên tưới đủ ẩm để cho cây nó tránh bị thối rễ và lá nhá mọi người. Không để nước đọng trên lá và dưới, và tưới vào lúc mà trời mát thì có gió để mặt lá của nó có thể nhanh khô hơn đó. Về nhiệt độ và độ ẩm nhá mọi người, thì sen đá Ngọc Trinh này ưa mát mẻ và nhiệt độ từ 15 đến 25 độ C, độ ẩm từ 35 đến 75 độ C nhá mọi người. À, độ ẩm từ 35 đến 75%. Thì về mà bón phân ấy thì các bạn có thể là bón phân mà không nên quá chú trọng về phân bón đâu, tốt nhất là nên chọn các cái phân hữu cơ để có thể xử lý vào cái đất của mình ấy. Khi mà mới trồng ấy mình có thể xử lý mà mình cho thêm một tí phân vào cũng được. Đó. Và một số bệnh thường thường gặp ở cái cây sen đá Ngọc Trinh này á, thì là sen đá kiểu là bệnh tệp rệp này, và xử lý bằng cách là trộn thuốc tím hoặc là rải lên cái mặt đất ấy. Kiểu mà cây nó bị nấm ấy thì hoặc là có thể là nó sẽ bị thối rễ mọi người, thì nên ngắt bỏ và tránh để cho cây nó có thể tiếp xúc với nước. Và khi mà mình đặt những nơi mà không thoáng mát hay là độ ẩm cao nha mọi người. Đó. Và để cho cây nó không bị bệnh thì chúng ta cần phải tránh rất là nhiều cái mà thường gặp đấy mọi người. Cái bệnh đấy mình phải tránh đi nhá. Đó, mình phải xử lý bằng cách là mình trộn thuốc tím để mà mình có thể cho cây nó không bị sâu bệnh. Đó. Và để cách mà bố trí để cho cây sen đá này để đâu thì chúng ta thường trồng ở các cái chậu nhỏ bằng sứ hoặc là thủy tinh hoặc là gỗ như thế này này mọi người. Đó, cái chậu nhựa này của mình cũng khá là chắc chắn luôn ấy. Đó mọi người, mình trồng trong cái chậu này mình mua về ấy, thì nếu mà có cái chậu sẵn như thế này ấy, thì mình không cần phải thay chậu ra. Nếu mà mình không thích cái chậu như thế này, không thích cái chậu màu trắng hay là mình muốn thay ra cái chậu khác thì cũng rất là ok. Đó, nó không quan trọng khi mà mình thay chậu đâu mọi người ơi. Mình chú ý cái phần chăm sóc là được. Thì hình dáng rất là bắt mắt như thế này này, người ta thường phải đặt sen đá trên bàn làm việc nhá mọi người, để ở góc làm việc của mình để thêm cái đẹp này và sinh động hơn. Cây sen đá thì nó bé nhỏ cũng kiểu vừa vừa như thế này á, thì nó cứng cáp, sẽ trưởng thành và sẽ trở thành cái nguồn cảm hứng và tinh thần quan trọng cho chúng ta đấy mọi người. Đó. Thì mình có thể để cây ở phía hướng đông này, hoặc là hướng cái mặt trời mọc ấy, để có thể thu hút cái năng lượng dương. Và đặt chậu cây sen đá này trên bàn làm việc theo cái hướng này thì sẽ mang lại cái vượng khí, may mắn và sức khỏe cho gia đình của mình. Đó mọi người ạ, rất là nhiều ý nghĩa hay nhá. Thì sen đá trên thị trường thì có rất là nhiều mức giá khác nhau ấy mọi người ơi. Thì mọi người có thể là mọi người mua ở cái chỗ nào nó có thể uy tín. Đó. Và showroom cây đời thì luôn có sẵn hàng như thế này cho mọi người để phục vụ mọi người nhá. Mọi người có thể liên hệ qua số hotline này, mình có để địa chỉ ở trên tường nữa, thì mọi người có nhu cầu thì mọi người gọi cho mình nhá mọi người ơi.
Đã, cảm ơn mọi người. Thì trên đây cũng là một số cái tổng hợp cách trồng, cách chăm sóc của sen đá Ngọc Trinh một cách đơn giản nhất mà mình chia sẻ với mọi người. Thì hy vọng những kiến thức mà mình chia sẻ này thì sẽ giúp cho mọi người trong quá trình trồng và chăm sóc của cây sen đá Ngọc sen đá Ngọc Trinh này đó. Với những cái kinh nghiệm mà mình bán hàng ấy thì mọi người ơi, chăm sóc cây cảnh thì nó rất là đơn giản rồi. Và nếu mà bạn đang có nhu cầu mua cây thì các bạn có thể liên hệ với chúng tôi nhé mọi người. Các bạn có thể liên hệ với mình để mình tư vấn cho mọi người này. Và mình có để số điện thoại và địa chỉ trên tường nhé mọi người ơi. Thì chúng ta có thể là liên hệ qua đó để mình có thể tư vấn chính xác hơn về cách trồng chăm sóc của các loại cây. Đồng thời sẽ hỗ trợ các bạn giải đáp cái thắc mắc trọn đời nhé mọi người. Bên mình tư vấn trọn đời luôn đấy mọi người. Đó. Thì cảm ơn các bạn đã có thể là dành chút ít thời gian để xem hết cái clip này của em. Cảm ơn mọi người rất nhiều nhá. Cảm ơn ạ. Bye bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào những cái clip sau nhé.